I'm moving up the street, ain't feeling my heartbeat no more, but I found my melody. Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng gói một bó hoa như mình nha. Bước đầu tiên mình đang cắm những cành hoa vào chiếc xốp cắm hoa để cố định các cành hoa lại theo một trật tự nhất định mà các bạn mong muốn. Với bó hoa này, mình sẽ có 11 chi tiết. Sau khi cắm xong, mình sẽ cố định lại bằng keo nến để cho phần hoa được chắc chắn hơn. Tiếp theo mình sẽ sử dụng giấy mếch để gắn ở phía trước của bó hoa. Các bạn sẽ cắt phần giấy mếch tương tự như mình đang làm. Sau đó chúng ta sẽ gấp đôi chéo và nhún nhún lại, rồi tiến hành đặt ở phía trước bó hoa, rồi cố định lại bằng băng keo. Tiếp theo mình đo phần giấy gói chính có chiều dài bằng với bó hoa. Sau đó mình sẽ cắt đôi theo chiều dọc của giấy. Tiếp tục sẽ cắt đôi thêm một tờ nữa. Rồi sau đó mình sẽ đặt một tờ đã cắt ở chính giữa, ở phía sau của bó hoa, rồi nhún nhún hai bên. Sau đó sử dụng băng keo để cuộn lại. Tiếp theo thì mình sẽ lấy hai tờ đã cắt để đặt ở hai bên, rồi gấp lại. Tiếp tục gắn băng keo. Khúc này mình sẽ cắt đôi thêm một tờ giấy nữa, rồi lấy một tờ đã được cắt tiếp tục cắt đôi. Sau đó mình sử dụng hai tờ giấy cắt đôi dài vừa nãy để đặt ở hai bên. Các bạn sẽ chú ý về màu sắc để chúng ta có thể phối màu một cách sinh động nhất, tương tự như mình đang làm ở đây. Rồi đến hai tờ nhỏ nhất mà mình đã cắt vừa nãy, các bạn sẽ gấp tương tự như trong hình mình đang làm và chúng ta sẽ tiến hành đặt ở hai bên rồi cố định lại bằng băng keo. Cuối cùng thì chúng ta vẫn cần một mảnh giấy nữa. Đầu tiên thì chúng ta chia đôi chiều dọc. Chúng ta lấy một nửa, rồi sau đó cắt lệch để lấy một phần giấy dài hơn. Phần giấy này sẽ được gấp tương tự như mình đang làm, các bạn quan sát và làm theo đúng hướng dẫn. Sau đó chúng ta sẽ đặt phần giấy này ở phía trước, rồi cố định lại bằng ri băng. Mình lấy một đoạn ri băng để thắt trước, sau đó mình sẽ thắt thêm bằng một đoạn ri băng nữa để chúng ta thắt thành một chiếc nơ. Và các bạn nhớ vuốt lại giấy để phần giấy được phẳng phiu hơn nhé. Hãy cùng ngắm thành quả với mình nha.